Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý các ban thuộc báo Đại biểu Nhân dân. Ngày 6 tháng 9, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ trao các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý các ban thuộc báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm ông Đinh Văn Bản, Phó trưởng Ban trị sự giữ chức vụ trưởng Ban trị sự báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm ông Đặng Trần Hiếu, phóng viên hạng 2, Ban công tác Hội đồng Nhân dân và phóng viên thường trú, giữ chức vụ Phó trưởng Ban công tác Hội đồng Nhân dân và phóng viên thường trú báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến, biên tập viên hạng 3, Ban thư ký tòa soạn, giữ chức vụ Phó trưởng Ban thư ký tòa soạn báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Nhung, biên tập viên hạng 3, Ban công tác Hội đồng Nhân dân và phóng viên thường trú, giữ chức vụ Phó trưởng Ban công tác Hội đồng Nhân dân và phóng viên thường trú báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vũ, biên tập viên hạng 3, Ban chuyên đề, giữ chức vụ Phó trưởng Ban chuyên đề báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm ông Vũ Lâm Hiển, biên tập viên hạng 3, Ban thời sự chính trị, giữ chức vụ Phó trưởng Ban thời sự chính trị báo Đại biểu Nhân dân. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Huy, trưởng phòng tổ chức hành chính, Ban trị sự, giữ chức vụ Phó trưởng Ban trị sự báo Đại biểu Nhân dân. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và hình thức, tận dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là mạng xã hội, xứng đáng với vị thế là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của cơ quan dân cử.